Chào các em, cân bằng hóa học là một phần rất quan trọng của bộ môn hóa. Đối với các em khá giỏi thì việc cân bằng rất là đơn giản. Nhưng đối với các em có kiến thức môn hóa yếu hơn thì việc cân bằng cũng trở nên khó khăn đối với chúng ta. Để cân bằng được một phương trình phản ứng hóa học thì các em có các cái kỹ năng. Trong đó có thể sử dụng phương pháp thăng bằng electron, phương pháp đại số. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một cách cân bằng mới. Chỉ cần trong tay chúng ta có máy tính bỏ túi, giải được 3 phương trình 3 ẩn hoặc là 4 phương trình 4 ẩn là chúng ta có thể cân bằng được phản ứng oxy hóa khử không có chứa tham số. Thì đầu tiên thầy giới thiệu chúng ta là đối với máy có 4 chức năng giải hệ 4 phương trình 4 ẩn. Thì chúng ta thấy làm đối với 4 phương trình 4 ẩn là chúng ta thấy là có 5 phần tử. Như vậy có 5 phần tử thì nó sẽ phù hợp với cái phản ứng hóa học là có 5 phần tử. Thầy lấy ví dụ như chúng ta có đó là đồng tác dụng với HNO3 ra muối đồng khí NO và hydro. Thì như vậy chúng ta cũng nhìn thấy đó là gì? Nó tương ứng với 5 phần tử của phần máy tính giải 4 phương trình 4 ẩn. Và cách làm thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta cứ liệt kê các nguyên tử có trong phương trình phản ứng. Trong đó ví dụ đồng thì chúng ta sẽ thấy là ở phần tử thứ nhất là có 1. Ở phần tử thứ hai là không có. Phần tử thứ ba là có 1. Phần tử thứ tư là 0. Và phần tử thứ năm cũng là 0. Tương tự chúng ta liệt kê cho các cái nguyên tố như là oxy, hydro và nitơ. Như vậy thì oxy ở phần tử thứ nhất là không có, phần tử thứ hai là có 3, phần tử thứ ba là có 6. Tương tự đây là 1, đây là 1. Hydro thì đây là 0, ở đây là 1, ở đây là 0, ở đây 0 và ở đây là 2. Nitơ thì chúng ta có 0, 1, 2, 1, 0. Rồi, đó là các cái số mà thầy hướng dẫn ta liệt kê ra. Như vậy thì chúng ta chỉ cần là gì? Đưa những số này vào nó phù hợp với 4 phương trình 4 ẩn. Ở đây là X, ở đây là Y, ở đây là Z, ở đây là T và ở đây là D. D. Thì tương tự X, Y, Z, T. X, Y, Z, T. Rồi, các em có thể lấy máy, chúng ta nhập 4 phương trình 4 ẩn này. Sau khi chúng ta nhập 4 phương trình 4 ẩn thì chúng ta sẽ có được cái kết quả nghiệm của nó lần lượt là X bằng 3/4, Y bằng 2, Z bằng 3/4 và T bằng 1/2. Và chúng ta lưu ý một chuyện đó là gì? Cái giá trị E cái giá trị E của phương trình chúng ta luôn chúng ta cố định ở đây là con số 1 cho thầy. Số định số 1. Như vậy thì chúng ta thấy là kết quả chúng ta là có phân số và số âm. Vậy thì chúng ta bây giờ là tiếp theo là chúng ta đi xử lý những con số này bằng cách đó là chúng ta quy đồng và bỏ dấu âm. Như vậy thì chúng ta thấy là quy đồng lên thì chúng ta nhân tất cả cho 4 thì chúng ta có ở đây là được 3, 8, 3, 4 và ở đây có là gì? Đây là 4, đây là 2. Chúng ta xử lý số chưa? Sau khi xử lý xong thì các em chỉ cần gì? Đặt những cái giá trị này vào tương ứng 3, 8, 3, 2, 4. Như vậy chúng ta đã cân bằng xong phương trình. Các em thấy có dễ không?